Xin kính chào quý vị và các bạn. Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt ngày 21 tháng 10 của Đài truyền hình BTS Đài Loan. Thưa quý vị, chiều qua trên vùng biển phía đông Philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Nhanh nhất hôm nay sẽ hình thành bão. Nếu theo như dự đoán thì đây sẽ là cơn bão số 20 trong năm nay, mang tên bão Trami. Tuy đường đi của bão vẫn chưa thể xác định, nhưng không loại trừ khả năng tiến gần Đài Loan. Sở khí tượng lưu ý, tuy lượng mưa khu vực phía Bắc trong hôm nay và ngày mai đã giảm, nhưng từ thứ Tư, cùng với sự tăng cường của gió mùa Đông Bắc, vùng đón gió sẽ có mưa rõ rệt. Cuối tuần qua, do mưa liên tục, sáng sớm Chủ nhật ngay sạt lở đất đá trên khu vực xa lộ Giả Miễn San, Chiên San, khiến hai ô tô bị mắc kẹt. Do tác động của phong và gió mùa Đông Bắc tăng cường, gây mưa lớn cho khu vực đón gió Bắc Bộ và Đông Bắc. Chỉ trong 2 ngày tại xã Nản Ao, huyện Nghi Lan, ghi nhận lượng mưa vượt hơn 400mm. Trên ngọn đồi Chín Thiên Cang của núi Giảng Miễn cũng đo được lượng mưa trên 258mm. Khu vực Nõn Nòn ở Cơ Long cũng vượt quá 200mm. Sở khí tượng nhắc nhở, mặc dù mưa đã giảm dần từ tối Chủ nhật, nhưng vào thứ Tư, gió mùa Đông Bắc sẽ tăng mạnh trở lại. Một áp thấp nhiệt đới đang nằm trên vùng biển phía đông Philippines đã phát triển thành bão và tạo thành dải áp thấp phạm vi rộng. Mặc dù còn nhiều yếu tố chưa xác định được đường di chuyển của bão, nhưng không loại trừ khả năng tiến tới Đài Loan. Chuyên gia phân tích bão sẽ có đường đi dọc theo vùng biển đông bộ Đài Loan tiến lên phía Bắc. Chuyên gia cho biết hiện nay điều kiện thời tiết trên vùng biển thích hợp cho sự phát triển của hệ thống nhiệt đới trên đường di chuyển không địa hình cản trở. Vì thế, sau khi phát triển thành bão, có khả năng tiến gần Đài Loan với cấp độ bão tầm trung hoặc bão mạnh. Dù có ảnh hưởng trực tiếp hay không, vẫn phải lưu ý những tác động giao nhau do hoàn lưu bão và gió mùa Đông Bắc gây ra, có thể mang lại những trận mưa lớn. Để hưởng ứng chính sách giữ chân nhân tài lao động di trú làm việc dài hạn do Bộ Lao động thúc đẩy cách đây 2 năm, một số công ty công nghệ quyết định giữ lại những lao động di trú ưu tú làm việc trên 12 năm và giúp cho họ chuyển đổi thành lao động kỹ thuật bậc trung. Mặc dù phải tăng lương cho lao động, nhưng so với việc mất thời gian đào tạo nhân tài mới, thì việc giữ chân nhân tài lành nghề mang lại lợi ích rất lớn cho công ty. Lao động quốc tịch Thái Lan Vila Phan làm việc tại Đài Loan đã tròn 12 năm, nhưng theo quy định sau 12 năm sẽ không được tiếp tục làm việc tại Đài Loan. Tuy nhiên, theo công ty công nghệ, việc đào tạo nhân tài là một quá trình không dễ dàng, vì thế quyết định tiếp tục ký hợp đồng theo phương án giữ chân lao động di trú làm việc lâu dài. Anh Vila Phan biết tin vô cùng mừng rỡ. Theo công ty công nghệ cho biết đã sử dụng lao động di trú trong 30 năm, nhưng thường phải đối mặt vấn đề chạy máu nhân tài nước ngoài ưu tú. Lần này, Bộ Lao động đưa ra chính sách giữ chân lao động di trú làm việc lâu dài, liệt kê anh Vira Phan vào nguồn nhân lực kỹ thuật bậc trung, tăng mức lương thành 35 đại tệ mỗi tháng. Mong anh có thể dụ dắt nhân viên mới. Chỉ là các doanh nghiệp, nguyện ý giang 6 năm trở lên, chính chức đạt, so với các sản phẩm 33,000, sở phụ lệ, sở phụ lệ, sở phụ lệ, 24,000, theo Trung tâm Phục vụ Việc làm Hữu Huệ, để ứng biến với sự thay đổi cơ cấu dân số của Đài Loan, trong tương lai dân số lao động từ độ tuổi 16 tới 64 tuổi sẽ tiếp tục giảm thấp. Nếu xin chuyển đổi lao động di trú làm việc thâm niên sang hạng mục nguồn nhân lực kỹ thuật bậc trung, trong tương lai lao động di trú làm việc đủ 5 năm sẽ đủ điều kiện xin cấp thẻ cư trú vĩnh viễn để tiếp tục sinh sống làm việc tại Đài Loan. Vào 2 giờ sáng nay, tại một bãi đậu xe ở khu Bệ Thuận, thành phố Đài Trung, đã xảy ra hỏa hoạn. Dàn xe buýt điện gồm 9 chiếc đậu bên trong bốc cháy không rõ nguyên nhân. Ngọn lửa ngùn ngụt, dàn xe buýt đậu cạnh nhau dường như bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại khung xe. Lực lượng cứu hỏa phải mất hơn 2 giờ đồng hồ mới dập tắt được đám cháy. Ngọn lửa dữ dội nuốt chửng cả dàn xe buýt, lực lượng cứu hỏa kéo dây phun nước dập lửa. Khoảng 2 giờ sáng ngày 21 tháng 10, đám cháy bùng phát tại một bãi đậu xe tư nhân ở khu Bệ Thuận, thành phố Đài Trung. Cùng lúc 9 chiếc xe buýt chìm trong biển lửa. Người dân gần đó còn nghe thấy tiếng nổ. Ngọn lửa lan nhanh do trên xe có nhiều pin lithium. Lực lượng cứu hỏa chỉ có thể liên tục phun nước để hạ nhiệt. Mãi đến 4 giờ sáng, đám cháy mới được dập tắt. Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân gây cháy đã loại trừ yếu tố con người. Về việc liệu có phải do pin lithium bị lỗi gây cháy nổ hay không, vẫn đang chờ điều tra làm rõ. Thưa quý vị, trước tình trạng tỷ lệ sinh tiếp tục giảm, thậm chí thấp hơn tỷ lệ tử, tốc độ già hóa dân số của Đài Loan đang trở nên nhanh hơn dự đoán. Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Phát triển Quốc gia, năm 2025, Đài Loan chính thức bước vào xã hội siêu già. Lợi tức dân số sẽ kết thúc vào năm 2028. Đến năm 2070, tổng dân số Đài Loan chỉ còn 14.970.000 người.
Kết cấu dân số Đài Loan đang dấy lên hồi chuông báo động do tỷ lệ sinh thấp hơn tỷ lệ tử khiến Đài Loan bước vào xã hội siêu già nhanh hơn các nước khác. Dự đoán tốc độ dân số già hóa của Đài Loan vào năm 2047 sẽ vượt hơn cả Nhật Bản. Ủy ban Phát triển Quốc gia công bố tình hình biến đổi dân số của Đài Loan. Năm nay tổng dân số là 23,40 triệu người, năm 2025 sẽ trở thành xã hội siêu già. Lợi tức dân số sẽ chấm dứt vào năm 2028. Năm 2070, Đài Loan có tổng dân số thấp hơn 15 triệu người. Đánh giá kết cấu dân số của Đài Loan vào năm 2070 cho thấy dân số ở không tuổi tới 14 tuổi chỉ đạt 1,03 triệu người, từ 15 tới 64 tuổi chưa tới 7 triệu người, giảm hơn 9,2 triệu người, trong khi đó dân số người già trên 65 tuổi tăng lên tới 2,48 triệu người. Trong tương lai, áp lực chăm sóc người cao tuổi của thanh niên sẽ gia tăng. Hiện nay tỷ lệ là 3,6 thanh niên chăm sóc một người cao tuổi, đến năm 2070 sẽ trở thành mỗi một thanh niên phải chăm sóc cho một người già. Bảo vệ giáo đỡ biên sảo. Trước sự biến đổi của kết cấu dân số, Ủy ban Phát triển Quốc gia sẽ bắt đầu triển khai thảo luận 5 lĩnh vực như mức sinh thấp, thị trường lao động, ngành công nghiệp và kinh tế, dự kiến tháng 2 sang năm mở hội nghị liên bộ ngành để tìm giải pháp ứng phó. Một tội phạm quốc tịch Tây Ban Nha là đối tượng truy nã đỏ của Tổ chức Hình sự Quốc tế, đã trốn và sống ở Đài Loan hơn 5 năm. Vừa qua, sau khi bị Sở Di dân phát hiện bắt giữ, đã sắp xếp trục xuất đối tượng này ra khỏi Đài Loan. Nhưng không ngờ, khi đưa tội phạm sang Singapore thì nước này từ chối tiếp nhận. Sáng sớm 20 tháng 10 buộc phải đưa trở về Đài Loan. Sở Di dân cho biết sẽ trục xuất tội phạm đến một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu trong thời gian sớm nhất. Vành mũ cố ý kéo xuống tránh ống kính của ký giả. Người đàn ông quốc tịch Tây Ban Nha này bị cáo buộc tội lừa đảo 1 tỷ đại tệ ở nước Ý, sau đó trốn sang Đài Loan và sống ở đây hơn 5 năm mới bị phát hiện. Người này hiện là đối tượng bị Tổ chức Hình sự Quốc tế ra lệnh truy nã đỏ. Sở Di dân đã tiến hành trục xuất đối tượng trên, nhưng hôm 19 tháng 10, khi đáp chuyến bay đến Singapore, thì nước sở tại từ chối nhập cảnh, người đàn ông này lại bị chuyển trở về Đài Loan. Sau khi tội phạm người Tây Ban Nha bị đưa trở về Đài Loan, tạm thời sắp xếp vào phòng tạm giam tại cửa khẩu sân bay, tối ngày 20 tháng 10, Sở Di dân một lần nữa trục xuất tội phạm, dự kiến đưa tội phạm đến một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu trong thời gian sớm nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tiếng Việt ngày 21 tháng 10 do đài truyền hình BTS Đài Loan thực hiện. Trước khi kết thúc, xin mời đón xem cuộc đua trâu ở Ấn Độ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.